Dạ. Cho nổi chiếc ghe này là khoảng nhiêu tiền em? Dạ hết luôn, nhưng mà mấy hốc hết luôn, chắc là 30. Gần 30? Dạ. Wow. Anh thấy á, là cái phần này nè em làm á là rất rất đẹp nha. Phần này là giống Phú Quốc này đúng không? Dạ. Hôm nay có chủ ở đây luôn nha quý vị. Mình sẽ phỏng vấn anh chủ này. Phúc ơi. Dạ. Cho nổi chiếc ghe này là khoảng nhiêu tiền em? Dạ hết luôn, nhưng mà mấy hốc hết luôn, chắc là 30. Gần 30? Dạ. Wow. Anh thấy á, là cái phần này nè em làm á là rất rất đẹp nha. Phần này là giống Phú Quốc này đúng không? Dạ. Cái vàng này là để treo ở rẻ nha quý chị. Này làm cỡ mấy ngày xong Phúc? Dạ không biết đâu, tại em đi làm nhiều cái làm hoàng cũng lâu lắm anh. Vậy hoàn thiện cũng mấy tháng á. Mấy tháng á? Dạ, tại không có thời gian làm. Nè, đồ món gì cái neo này là cũng bộn nè. Cái neo này mua nhiêu em? Dạ làm anh. Làm hả? Dạ. Quá đẹp đẹp quý vị ơi. Đồ đẹp quá. Chiếc này cái thước nhiêu Phúc? Dạ 1m67. 1m67 dài ngang. Dạ. Dạ ngang 50. Ngang 50. Còn tâm hạ? Dạ tâm hạ 2m50. 2m50 hả? 2m50. Dạ đúng rồi, 2m50 á. 2m50 ha. Dạ. Cái dàn phen này rồi. Cái dàn lưới này không là mấy triệu hả? Dạ. Em mua nhiêu? Dạ làm luôn. Làm luôn hả? Dạ, nhưng mà mua hơn 2 triệu. Mua là hơn 2 triệu đúng không? Dạ. Chị? Ừ. Để bao cá đó. Này là mình bao thật thực luôn ha. Dạ được. Rồi, có dịp thì mình sẽ biểu diễn. Đó, cho thịt luôn nè. Con cái chiếc này gắn máy gì ta? Máy gì? Dạ, máy xe. Máy xe ha, máy dạ. Xe hải thị ha. Dạ. Đẹp quá. À, mọi thứ thì phải tốt tiền hết trơn nha quý vị. Máy này là... Đây không? Ủa sao mà em gắn hai cây mô lửa hai bên ta? Dạ, tại cái chiếc nào gắn một chung nên em gắn hai bên. Hai, dạ, hai lạ ha. Dạ, cho lạ. Cái mẫu này là của K38 đó quý vị. Của vé mượn á. Ờ, của nguyên K38 đó. Nó nguyên đẹp nè, nguyên thái. Cái này xài 2 gara luôn hả? Dạ. 2 gara này nhiêu tiền ta? Mới mua vài tỷ á. Nói chung là mấy cái này là cũng bộn tiền nha. Một cái là mấy trăm ngàn á. Dạ. Thì ở đây là mọi thứ đều chế hết trơn á. Cái mình chơi thật hết trơn á. Mấy cái đó là mình làm nè. Đó, cái cẩu này không là bộn tiền rồi nè, thấy không? Gọi rẻ nè. Mê lắm quý vị ơi. Mở máy cho khán giả coi được không? Dạ được. Trời, tiết lộ luôn đi. Ừ, dạ, mở đi. Mấy ha. Ừ, mở luôn đi. Mình hết xăng rồi. Cậy đi, mở cho khán giả coi trước đi. Ừ. Tiết lộ đi rồi tính tiếp nữa. Bên đây là để dàn lưới nha quý vị. Bên đây là dàn hầm của ảnh nè. Đẹp quá. Chiếc này là anh thấy em chụp hình lên mạng rồi mà cái là hôm nay mới được quay nè. Wow, đẹp quá. Biết bao nhiêu tiền mà nói, thấy không? Đồ chơi mà nó nhìn nè. Wow, này là xăng nè, xăng thì mình đề nó dàn máy xe nè. Máy xe thì nó hộp số. Cái này là dàn bô lửa để ém nha, ém tiếng nha, chế này hết. Quạt. Rồi cảm ơn em. Dạ. Đẹp số nhiêu tôi ta? Dạ, hộp số 9 tôi giữ. 9 tôi rưỡi hả? Dạ. Giữ luôn. Máy là 50cc ha. Dạ. Chân dịch. Chân dịch nhiêu nhớ không? Dạ chân dịch 2m giữ. Chân dịch 2m rưỡi ha. Dạ. Đẹp lắm bây giờ. Cái chiếc này nếu mà hoàn thành hết là cỡ dạ, 3 tháng không? Cỡ 3 tháng làm không? Dạ 3 tháng, hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng ha. Dạ. Tại thời gian mình làm nó lâu. Ngày mai biểu diễn nha. Dạ. Mai mình quay bao lưới. Rồi dạ. Cảm ơn em nha. Dạ dạ. Châm xăng, châm xăng. Tàu như vậy đó là tốn rất là nhiều chất xám nha, công sức chất xám biết bao nhiêu tiền mà nói, tiền vật tư mua máy rồi nói chung là đủ thứ hết trơn á.
Nếu mà để hoàn thành hết như vậy đó là trên 20 nha quý vị. Trên 20 triệu một chiếc. Tay điều khiển rồi nói chung là bộ máy rồi những thứ lặt vặt đó là trên 20 triệu. Là đồ inox đó nha. Còn đồ sắt đó giá khác nữa. Lưới bào đẹp ha. Nước ở đây nó cạn quá quý vị ơi, khó. Gada quay đó thấy không? Hai cái luôn thấy không? Đẹp ha. Thay loại này lắm quý vị ơi. Hôm nay trời sóng quá quý vị ơi, cho nên là hơi khó khăn chút xíu. Nhưng mà tôi siêu gắng cố gắng quay thật nhiều cho quý vị xem. Quý vị nhớ là đăng ký kênh nha, bấm cái chuông để khi tôi siêu đăng clip quý vị sẽ thấy nha. Wow, chiếc Hoàng Phúc bào dữ rồi. Ê, trời ơi. Vega. Hiện giờ ghe neo nha. Quá sóng rồi hôm nay.